Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Voi Tạc Jimmy. Chào mừng các bạn đã trở lại với series đại chiến vượt ải của mình. Thì hôm nay như hôm qua mình đã ra luôn clip bánh 13, thì hôm nay chiến luôn bánh 14 đi. Chứ hoạt động này thì nó có giới hạn, nó chỉ còn vài thời gian nữa là nó hết rồi, cho nên mình cũng tranh thủ làm cho anh em còn 82 tiếng nữa thôi, tức là tầm mình cũng không tính được bao nhiêu ngày nữa, nhưng mà tầm khoảng không không tới một tuần, tầm nửa tuần thôi nữa là hết rồi. Cho nên mình cũng phải cố gắng làm được bát nào hay bát đó cho anh em, chứ đến khi nó hết rồi thì gần cả tháng nó mới quay lại lần, cho nên rất là tiếc. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về đại chiến vực ạ, và bát này là bát 14 nha. Mong là anh em của mình 501, anh em mô tạc dinh mây của mình sẽ xem clip thật là nhiệt tình và ủng hộ mình cũng thật là nhiệt tình luôn. Nhớ like, nhớ share, nhớ subscribe cũng như là đăng ký kênh ủng hộ nhà mình để cho kênh mình sớm đạt được 5.000 subscribe, cũng như là nếu có thấy quảng cáo hiện tại thì anh em cũng ủng hộ mình kích vào với, quảng cáo hiện tại kích vào cho mình với, nghe chưa? Đơn giản này thôi. Bây giờ thì chúc anh em cũng xong rồi, giới thiệu cũng xong rồi, thì giờ lao vào cuộc đấu bát 14 thôi. Ải này là một ải cực kỳ cam go luôn, đây là ải 15, mình sẽ gặp thằng Hody nha các bạn. Ui, có Kakuhaki này, lâu rồi chưa đánh với Kakuhaki, thôi chơi luôn đi, đừng chưa luôn đi em. Con Manbushi này bóp nọ nè, Smoker đánh hàng ngang nè, Kizaru này nó yếu lắm. Trời ơi, tem yếu quá bạn ơi, không có con nào đánh được. Cái này thì chơi bời gì. Ở đây chả con nào ngon hay mang Kobato với bóp máu đi. Mặc dù mình biết tem mình là tem thua rồi đó. Hồ đi này. Ui, tem mình phụ thuộc dòng Kaku nha anh em. Kaku của mình nó ghê lắm. Cái gì mà có cu dòng là nó ghê lắm, mày hiểu không? Mày vừa nói có mày mà. Ôi giời ơi, đó. Các bạn thấy nó phóng cả hai cái kim tiêm không? Người ta chích kim tiêm lần chích một mũi thôi là thốn rồi đó. Con này chích lần hai mũi. Thằng Kaku nãy giờ của mình đam rất là nhiệt tình luôn. Ui ơi, bị choáng mất rồi, sao xui vậy? Đúng lúc mình có nổ tới cái gì nó gây choáng mất tiêu. Thôi không sao đâu, mình mong một hồi nó cũng bao được à. Nhưng mà bây giờ HD của mình nó chơi cái chiều giảm tấn công rồi, là Kaku của mình chỉ còn bao được có một. À đâu, what the hell, mạnh dữ đã chết nổi. Chơi phát chết luôn kìa. Ngon được. Đây là con trong đạo người cá, trong tập Luffy á. Không, không phải đâu, giống thôi chứ không phải. Mày gây con si rau si gì. Không phải đâu, nó giống thôi. Hàng vậy nhìn mất một bạn à. Bạn mình nó đang nhầm lẫn giữa si rau si và có con nhạc công người cá. Con này chỉ là nhạc công người cá thôi. Nó đàn cho si rau si nghe thôi. Hàng như thế, hàng không mất. Dạ. Anh em hãy comment nhiệt tình về cái sự câu nói vừa rồi của bạn mình. Bậy quá Tú ơi, không được này. Anh Tú chim xanh. Thua luôn rồi thấy không? Mày vừa nói tao đen thua luôn rồi. Giờ phải thay dẫn hình thôi. Đưa con Kaku lên đây lại. Cho này bóp nổ trước. Đó. Để tao vô bóp nổ trước cho. Kobato này không có giá trị lợi dụng thì cho nó lên trên đi. Rồi, sau một hồi thay trận hình thì mình mong là sẽ win. Yeah, không choáng, tuyệt vời. Mình còn chích nó được thêm mũi nữa. Đấy, bây giờ thì mình có nổ thì mình vẫn sẽ bao được thôi. Chả cần phải liên quan gì tới cái con Hody nữa. Chết cha, nó có nổ nữa rồi kìa. Rồi thôi, xong. Tem này thua bảo chúa hơn nữa. Ủa sao con này lại trâu hơn nhỉ? Con này hồi nãy là chưa chết. Ngon, chán không? Con nãy giờ Smoker không chán được chết vậy. Rồi, cả cu gần chết luôn. Thế thì đấm gì nữa. Mới có 75 nổ thôi mà đã đen đen như móng chó rồi. Yeah. Rồi, thua. Chấp nhận thua nha anh em. Không thể nào mà thắng được. Rồi, tuyệt vời, nó bóp nổ luôn kìa. Rồi, có nổ xong chết luôn. Mình biết là tem này không thể nào mà ăn nổi rồi. Chẳng đấu mà tại thấy Kaku nó hot quá, mình rất là thích Kaku này mà tiếc là bị thua. Thôi giờ mình đặt lại y chang như cũ mình đánh nè. Là bảo đảm với anh em sẽ win thôi. Dạ. Yeah. Vẫn chưa win à. Éo nào là chưa win. Rồi tuyệt vời, tấn công điên cuồng luôn. Và vẫn không win. Điên cuồng vẫn không win. Rồi không sao, mình cứ điên cuồng là sẽ win thôi. Mình không tin là không win. Anh đâu? Mày quên không? Quên. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời luôn. Yeah. Yeah, yeah. Liên tục là những pha. Đó. Cuối cùng cũng quên rồi. Nói rồi, đừng có lì với anh. Mắc nhiều hâu đây rồi nè. Xong mấy em rồi. Cái xương cho hàng ngang chỉ tăng được mục tiêu 30% xác sức hồi cho đồng đội 25 nọ. Còn này không ảnh hưởng gì đến này hết.
Rồi ok được. Mình nãy giờ phán mấy câu tào lao hoài nha. Anh bật rồi đó, anh bật chấu rồi đó. Tem không có búp nổi hết sao chơi trời. Basigi. Rồi tem chán vãi luôn, không có con nào chơi được hết. Thôi kệ cái quốc đại đi, coi tình hình sao đó. Ngon chim, tao là hàng ngon cho mày nè Tú. Wow, xinh vãi. Đánh nhau không nói đánh nhau đi hát karaoke. Đánh nhau không đánh nhau đi đàn. Tàng là dân chơi không à. Ừ, ngon. Nói chung là đây là nhà Tàng là những thanh niên nguy hiểm không à. Bây giờ tao sẽ giết nó, để tao đem tao truyền lại cho mày. Thì nãy mày kêu múp múp gì đó thì tao đánh chết xong tao đem cho mày. Mày muốn làm gì mày làm. Rồi được. Chị đang đấm nó nhận cú đấm rất là. Ui sao skill của sự quá cho nhìn đẹp vậy ta. Hồi xưa đâu có đẹp được vậy đâu. Hình như nó mới cải tiến lại sao á. Mình có cảm giác như vậy. Thôi đi mất nhiều hâu ơi. Trông cậy vào mày đấy. Một đau chết người. Chưa chết. Bọn con đầu bếp nữa. Tí nữa sẽ chết. Mấy giờ hồi máu nữa em. Con kia chưa chết hả trời. Làm ủ mất chiêu nộ của mình rồi. Khiến mục tiêu trúng độc. Ủa con cá vậy. Ít vậy. Làm đang nói sung sức. Đây nè con này mấy hàng ngon nè. Thấy chưa. Giết tao luôn kèm thấy chưa. Hàng ngon này. Hàng ngon này. Hàng ngon này. Chết. Ồ đúng là lưỡi kiếm của mất dự hầu sắc bén quá anh em ơi. Hiện tại xếp hạng của mình đã tăng lên 400 rồi. Trời. Toát cả mồ hôi tụi này luôn á. Không biết bao giờ mới lên được 300 nữa. Còn cả 100 xếp hạng nữa. Rồi tiếp ở ai 17 nha. Ai này có Mozu kim cương. Không có nào ngon hết. Thôi mình sẽ làm mới. Rồi đọc Flamingo. Đây ra đây đây mới là Shirausi nè. Tí tôi cho mày coi. Có một Kaku cũng khá ngon nè. Bụt nọ vô. Bụt nọ vô. Đó được. Cho ra sau luôn đi. Đọc Flamingo 50 giảm nọ. À Shirausi hàng ngon đây nè. Dạ đã đúng ý của Tú chim xanh này các bạn ơi. Xanh chưa con chim xanh chưa con chim bị đánh trước vậy đâu thì tao đánh trước nó mà ba không sao. Shirausi dùng tuyệt chiêu khóc nhè nè. Khóc nhè cái coi cho người ta chim ngưỡng đã khóc nhè nổ khí tăng. Tí rồi cho mày coi mày đừng có nhìn cái sự xinh đẹp của nó mà mày đừng nhìn nhầm đừng đánh giá con Shirausi qua vẻ bề ngoài. Rất là xinh đẹp nhưng mà hồi mình sẽ thấy cái sự đau thương. Vô rồi, à 50 nọ rồi, rồi chờ 100 nọ đi rồi mày thấy những cái con của nó là những cái con gì nó có xinh đẹp như nó không. Này, đó Flamingo mặt đẹo đã có nọ. Phao đi. Ồ bị choáng mất rồi. Làm tưởng có nọ phao được chứ. Bị choáng mất rồi. Không sao không sao, chờ xíu đi. Khóc cái nữa có nọ nè. Eo, choáng hoài á. Người ta thấy đẹp quá ta choáng hoài luôn. Lê lê bấp lên trăm nọ. Rồi ok. Rồi mày chuẩn bị xem cái màn xinh đẹp của CLC nha. Để coi em ấy có xinh đẹp không nha. Rồi rồi tuyệt vời. Đây nhìn đi. Nhìn đi. Đó. Đó. Xinh đẹp không. Con nào cũng súng răng mặt lồi đó. Đẹp quá. Này có vẻ như bây giờ anh Tú chim xanh là chuyển sang chim đỏ rồi. khiếp hại quá đúng không. 401 trời ơi nó tăng được có mấy hạng vậy. Này ai tiếp theo lại 18 ai này cũng khá ngon nè. Đợt làm mì rau búp nọ cũng có luôn. Cho đợt làm rau ở đây đi. Nami ở đây giảm nọ. Grindy búp nọ. Kobe đá Lucky giảm 35 nọ đúng không. Làm cái đội hình giái không đi. Bỏ đây. Giái không là thua sớm á. Tem yếu á. Tem này không biết đánh sao luôn á. Thử đánh ván thử coi sao đã được đổi trận hình sau. Đấy hả? Do nó lên Sura rồi nó dậy. Là những đứa đẳng cấp mới được. Những đứa có vòng 1 to mới được. Dạ vậy con kia sao nãy không có. Đâu? Con công chúa cá này á. À tại vì nó có mấy con quái thú á. Dạ ăn tới ba đứa nào lên cái Sura này mới có. Chỉ băng Luffy mới có thôi. Băng Luffy được ưu tiên thôi. À tuyệt vời, anh đang tung những cú đá tuyệt vời. Đao Flamingo mặt đẻo nhất năm chuẩn bị dùng chiêu con nhện quay tơ nè. Con nhện quay tơ. Con nhện quay tơ nè. Quay tơ đi. Quay tơ đi. Ủa gì cây vậy. Quay tơ tưởng quay tay. Đào. Lại mày lon hả tao. Chết luôn tuyệt vời. Không ngờ tem này lại win một cách tỉnh rồi vậy. Đao Flamingo nãy giờ vẫn đầy cây máu. Điều anh Phong rất hung hăng, tóc bay trong gió.
mày đã con gần chết nha. Một chiêu nữa, thằng Amos này không giết thằng này ba. À tôi nhìn lộn, tưởng ông này người không có lộn. Không phải, ông này trong băng rau trắng nè. Không biết mày nhớ không chứ, ông thanh niên này trong băng rau trắng. Chà. Rồi, văn tơ, văn tơ. Nghe xin thôi hả? Hèn chi. Hèn chi mày giữa biệt danh là chim xanh thôi. Không thể nào mà thoát khỏi số phận chim xanh được. Mày hả con, Nguyên, lên 400 chưa? Ui, 394 luôn, phè quá. À, hiện tại bây giờ mình đã đến ai 19 rồi. Tiếp tục nha, đang thừa thắng xông lên mà. Lại gặp đôi Flamingo mặt đẻo nữa. Trời lường. Chopper bất nộ hồi máu nè, Medela nè, trời tem ngon, tem ngon. Tem này là khá ngon đấy. Ủa là chơi là ngẫu nhiên hết hả? Ngẫu nhiên, nó cho ăn đội luôn. Berona hả? Berona cho xuống đây luôn ơi. Cho ai này ngắm gái xinh không đánh. À, gái xinh nè, thấy không? Quần cho sói à, sói đi chớp, nghe có vẻ hung hăng đấy. Gờ ráp đánh sói mà nó thấy gái xinh trời. À bởi thế đó mình cho cái vô. Giờ mày biết con chó này chó đực hay chó cái không? Ai biết. Đó, nó cắn tao kìa, nó cắn ông gờ ráp thân yêu của tao kìa. À, gờ ráp già quá, trời đồ cái gì vậy, chơi cái chiêu thì chiêu núi đè, mình có cãi thầy đâu bị đá đè mày. Xong phim mày con. Rồi nó mạnh kìa. Rồi tuyệt chiêu văn tơ. Rồi đi luôn. Văn tơ. Văn tơ. Quyết tuyệt vời. Hay quá. Medela mê hoặc nè. À đủ. À, nó hồi máu sớm rồi. Lông Grab không chết rồi. Đáng tiếc quá. Mày con. Giảm nó. À, được. Win ai? Trận này win này. Hay quá. Có một đôi Flamingo mặt đẹo vô là không thể nào mà thua được. Thắng liên hoàn luôn. Phong nó thêm cái nữa nè. Mày hả con. Trời quá phê luôn, skill quá đẹp luôn á. Quen nha, sói tia chớp, bye bye em. Các bạn ăn 387 rồi. Đây là bây giờ mình đánh với con tinh tinh. Con tinh tinh mắt laser này mới vui nè. Rồi tem yếu quá, này không thể nào đánh được đâu, làm mới đi. Ui có Aoki. Mình rất là thích Aoki luôn. Gecko Mora có chiêu cắt cu nè. Tốt. Tốt nhất mày đừng có đụng thằng này nha. Cắt cu vậy đó. À muốn biết tại sao tao nói vậy thì giờ vô mày sẽ biết. Rồi vô. Ủa đó, nghe không đem. Rồi mày cho. À cho mày coi đi tại sao tao lại kêu ông cắt cu nha. Cúc cu cắt cu nào. Nè nhìn nè. Cắt cu nó. Cắt cu. Mày nghĩ sao cái kéo đó mà cắt cu đâu. À, chim xanh của mày nó cắt luôn nữa. Con tinh tinh này nhìn có vẻ hung hăng quá nha. Tay rất là cơ bắp luôn á. À, khi mà Aoki có nọ rồi là mày chết với tao. Nên nó thấu nuôi nhà tao mà. Phải không? Cắt tu luôn. Này, Aoki phâu ra con chim. Úi dồi, đụng má gì kìa. Anh ấy đang lên gối à. Ngon. Mày chết với tao. Đóng băng được một con. Trời ơi, khốn quá. Búp lên lại nè. Vẫn chưa đủ nọ, còn thiếu 25 nọ nữa. Superman. Superman. Rồi, quên. Không sao, quên này. Một bao rồi là gần chết hết. Mày chết một con mảng xà rồi, hay lắm. Rồi xong tôi. Đừng có đánh em tội nghiệp Aoki tôi lắm. Rồi choáng luôn, thua luôn. Rồi làm sao bạn ơi, thua nhưng mà giờ mình đánh lại thì sẽ win thôi. Chắc chắn 100%. À đù, đùa tao à. Đùa tao này, win liền. 380. Rồi ok. Nói chung thì mình cũng chạm tới cái mốc 300 mấy thôi. Giờ chỉ cần cố gắng thôi là ok thôi. Tiếp tục nha. Ai 21. Đánh vài trận nữa nghĩ sao được rồi. Crocodile hả? Trận này không có bút nọ, không đánh được. Rồi lại gặp đôi Flamingo mặt đẹo nữa. Sao dạ thôi. Cái clip hôm nay mình gặp thằng đôi Flamingo mặt đẹo nha. Có vẻ như Califa rất thương một mục tiêu. Bà rút giảm nọ. Trận này cũng khá yếu, không có bút nọ luôn. Nhưng mà thôi kệ, cứ liều mạng chơi đi. Ôi à, còn một đứa nữa. Thôi chơi đứa này đại luôn đi. Dạ, chiến. Ủa đánh được con đứa vậy? Sao quái lạ vậy? Một lần sát thương ma pháp nữa. Mày hả con, thì do bạn. Chúng ta nên lựa những cái đứa nào đánh bằng ma công cho nó khỏe. Sát thương rất là nhiều lần phía sau rồi, rất là ngon. Một chiêu. Đây, đặt ông này đánh hàng dọc. Bà rút giảm nọ nè. Tăng 25 nọ cho một mục tiêu nè. Tăng cho Califa. Thấy gái là hồi ngay, láo thật.
không sao, mình cố gắng chờ đợi thôi. Bây giờ mình chắc chắn là mình biết là mình bị tụi nó phao bầm dập rồi đó, chứ bên mình là không thể nào mà có nổ được rồi đó. Vừa không có bức nổ mà vừa bị dính chiêu đầu lâu đen tối này nữa thì biết tới năm sau cũng chưa có nổ nữa. Rồi tuyệt vời, chán 100%. Hello Califa. Rồi đào thì lên rau mặt đẻo sắp ra đi rồi. Trận hình này thua rồi, không thể nào ăn nổi đâu. Có phao phải có phao mới ăn được, thua là cho nội. Chim xanh, chim xanh là không có nghe lời được, hiểu không? Win thì win thôi, cố gắng thôi, cố gắng win cho anh Tú chim xanh anh mãn nguyện đi anh em ơi. Thằng Uro chém hai phát kia nó cũng gần chết rồi, một phát nữa chưa chết. Rồi xong phim, cái này thì làm sao mà win, cái con người cá dưới đây còn đầy cây máu đây nè. Rồi thua, chấp nhận thua. Trời trời, sao nó nổ ít vậy? Mày, nó còn ít máu là nó nổ ít liền rồi các bạn. Ăn gian mà cố nội luôn á. Bình thường nó nổ thì bị thấm. Rồi trận này thua rồi, làm mới đi. Tại sao lại thua nhỉ? Mình phải suy luận coi sao thua chứ. Sao lại để thua được, kỳ lạ. Tăng bảo kích trước đi. Đó, quên liền, quá tuyệt vời. Lên 369 rồi, ok. Một trận nữa, một trận cuối cùng để mình lên hạng 365 coi. Một năm có 365 ngày lận mà. Akenu à, ngon, lâu ngày rồi không chơi Akenu. Sát thương một mục tiêu, hồi 25 nọ. Rồi, ok. Đúng rồi, ông Dung Nham. Ông tao ghét nhất trong Winby. Dám giết thằng ai của tao. Chó điên thiệt. Giảm 25 nọ. Anh nào để tử mày hết. Nó giận như thần đó. Bỏ đi. Thằng NL hả? Momoga rồi đánh một mục tiêu nhưng mà khá mạnh cho nên mình sẽ chơi ổng. Yes. Một đấm chó điên, trời ơi, ổng đấm phát bốn đứa. Phê quá. Gái xinh, đấm tàn gái xinh cơ mà. Có gì đó sai sai các bạn ơi. Tại sao Akeno rồi đấm lần bốn cô gái nha, chưa một thằng con trai lại. Sai sai lắm luôn á. Mấy gái cũng nói tiếng đi. Ông nó bị gay. Đó, nó đấm đúng bốn đứa. Gay hả? Trời ơi, Akenu mà gay, đậu má ông đóng như người ta bể bụng luôn á. Và mà công nhận là trong phim ông lì thiệt á. Đầu trắng mà ông đánh như đúng rồi á. Rồi, có nọ rồi, nham thạch rơi. Rồi tiếp. Trời ơi, nó rơi, phê quá anh em ơi. Đúng là Akenu nham thạch rơi. Ai ơi là trời, win cách dễ dàng vậy đó. 300 adu một năm 365 ngày mà tại sao mới 367? Ai bỏ đây. Dù sao thì cũng kết thúc clip thôi chứ clip cũng khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đại chiến phương ải bát 14 của mình. Anh em nếu mà có gì thì cũng nhớ để lại comment với lại like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi một lần nữa chúc các bạn buổi trưa tuyệt vời cũng như là vui vẻ mát mẻ, sức khỏe luôn dồi dào và nghỉ hè. Những cái ngày nghỉ hè đi chơi cũng vui vẻ luôn nha. Rồi tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn nha. Gì? Đăng lòng thanh niên thi lại thì. Chúc anh em ai thi lại cố gắng thi tốt nha.